Hello mọi người. Bình thường thì mọi người biết Tùng Tích đến vai trò là vị trí sản xuất và hay làm việc trong studio. Nhưng mà quá lâu khi làm việc trong studio rồi thì Tùng đang muốn làm một cái session kiểu live, mình chơi live. Nhưng mà để mà chơi live thì mình sẽ cần có một cái bộ loa. Đúng không ạ? Bộ loa để có thể cắm được guitar, có thể cắm được mic. Và sau đây Tùng sẽ qua bên An Tiến, một bên mà Tùng rất tin tưởng về loa Bluetooth và tất cả các loại loa khác liên quan, và Tùng sẽ kiếm một con loa mà làm sao để có thể cắm được live và chơi trực tiếp. Bây giờ mọi người đi cùng mình nhé. Rồi, ok mọi người, bây giờ mình đã đến nơi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào check loa thôi. Hello. Mình vào thăm con cửa hạ. Mình đang cần tìm một con loa mà có thể cắm được trên live ấy. Có nghĩa là có thể cắm được guitar. Dạ. Và nếu mà có được hai đường thì tốt, để cắm thêm được cả mic nữa. À. Để mình chơi trên đường phố ấy. Dạ vâng. Đánh live ấy. Dạ vâng, cảm ơn anh. Với cái nhu cầu của anh sử dụng ấy ạ, thì em thấy rằng là bên em có khá nhiều mẫu loa có thể phù hợp. Như là Sony thì vừa về cái mẫu mới là XB500, có thể kết nối được với guitar và cả microphone để hát. Hoặc là về JBL thì bên em có Party Box nữa. Nhưng mà để mà anh chơi đàn, chắc là đàn acoustic anh? Đúng rồi, vâng. Guitar acoustic. Vâng, với acoustic thì em thấy rằng là âm thanh nó sẽ đề cao về chất mộc, về chất độ thanh các thứ, đúng không ạ? Thì em nghĩ là dòng sản phẩm phù hợp nhất đó chính là cái Bose M1 Pro em đang có tại đây. Thì dòng sản phẩm này sẽ có rất nhiều cổng. Và là dạng, vâng, em có thể cho anh xem. Đây thì nó có thể chúng ta có để cổng input về microphone hoặc là về guitar để cùng hát cùng ấy trên một đoạn luôn. Thứ hai là đây mình thấy có công tắc này, có công tắc của guitar với cả mic này, đúng không? Đúng rồi, phải có cả tone mask luôn đấy. Dạ. Và ngoài ra thì chúng ta có thể kết nối Bluetooth nữa để thêm một cảnh một cái cổng nữa để truyền tải âm thanh về nhạc đệm nữa nếu anh cần. Và ngoài ra thì có một cái cổng layout này để hỗ trợ cho cái việc là chúng ta có thể kết nối nhiều loa với nhau. Và đặc biệt là cái điểm mạnh của dòng Bose S1 Pro này thì nó sẽ đề cao về chất lượng âm thanh rất là mộc. Nghĩa là chất lượng âm thanh anh đánh ra như nào nó sẽ như thế, rất trong sạch và cực kỳ chi tiết. Dạ. Ok. Dạ. Ở đây mình thấy thì cũng có hai đường input. Mình có thể tùy chỉnh đúng không? Cái công tắc này mình có thể tùy chỉnh, nghĩa là đường nào cho mic, đường nào cho guitar là mình có thể tự xử lý được. Dạ đúng rồi. Còn cái đường layout này có nghĩa là khi mà mình cần dùng hai loa. Dạ đúng rồi. Là mình có thể dùng dây 6 ly để mình connect đúng với nhau. Chuẩn đấy ạ. Ok, mình hiểu rồi. Nếu mà nhiều khi anh cảm thấy rằng cái layout này nó quá là cồng kềnh khi mình kết nối dây ấy, thì mình có thể sử dụng qua ứng dụng cũng được. Ứng dụng để kết nối. Có nghĩa là có app có thể kết nối cả hai loa với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà có một điểm cần lưu ý là những cái qua app ứng dụng đó thì chỉ có thể truyền tải thông tin qua Bluetooth thôi. Chứ nếu mà anh cắm mic hoặc là cắm đàn thì bắt buộc vẫn phải qua cái 6 ly này. Rồi, mình hiểu rồi. Nó sẽ xử lý được cái độ trễ đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, ok. Dạ, anh muốn tham quan qua cửa hàng với những sản phẩm khác không ạ? Ok, mình sẽ lướt qua một tí. Dạ, dạ. Bên em thì có rất nhiều các sản phẩm khác nhau nữa. Và chủ yếu thì về phần loa thì có cả sao 3 cũng như là về các loại loa portable và loa di động, cùng các dòng tai nghe như là của Sony. Em có tham khảo từ JBL, Sony, Bose, B&O. Các dòng B&O. B&O, các dòng portable. Đẹp quá nhỉ. Đây có là A2 nhỉ, sản phẩm mới vậy. Hoặc là các dòng loa của Marshall như Woburn 2 tại đây. Marshall này là cũng có thể cắm được đúng không? Dạ, Marshall này thì đây là dòng loa thuộc dạng để nghe thôi nhỉ. Chứ còn để cắm thì cho mình bộ khuếch đại âm thanh nó phải cầm thêm một cái âm ly nữa. Ở đây chúng ta có thể trực tiếp đến cửa hàng để chúng ta có thể check được tất cả các dòng loa, các mẫu mã. Và các dòng loa đều là chính hãng hết. Ví dụ như mọi người có thể nhìn sang bên này. Đó, các mẫu mã rất là đẹp. Thì theo Tùng thì mọi người nên đến trực tiếp để thưởng thức và nghe thử xem như thế nào. Và đừng quên nói code Tùng Tích để được giảm giá và ưu đãi.
xem có xước xa gì không. Rồi, ok. Ngon rồi. Rồi, anh em, đây chính là con loa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test thử xem cắm live sẽ như thế nào nhé.